160 vận động viên đến từ 20 câu lạc bộ bóng bàn mạnh trong và ngoài tỉnh. Tất cả sẽ tranh tài trong những trận đấu sôi động, quyết liệt, hấp dẫn. Tại giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng mở rộng lần thứ 3. Ai sẽ là người giành cúp bóng bàn LTV năm 2016? Hãy đến xem, cổ vũ và cùng tìm ra người chiến thắng tại giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng mở rộng tranh cúp LTV lần thứ 3 năm 2016. Từ 28 tháng 10 đến 30 tháng 10 năm 2016 tại Trung tâm Thể dục Thể thao Lâm Đồng, số 29 Dạch Sen, phường 10, thành phố Đà Lạt.